Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Mùa chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k 19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Hello anh em nha, thì tôi là Quý Mộng Ngón đây. Thì hổng gà anh em là tôi cho anh bà Hân anh em. Đó thì em là tôi sẽ thử lòng bà Hân nha. Thì thằng Nhân Gòm á là sẽ là người giống như là đánh tôi anh em, giả vờ là đánh tôi. Đó thì đây là cái hộp trang điểm để giống như là bầm mắt đồ kẹo dít đồ anh em đó. Mày chuẩn bị con bảo biết mày đánh tao một cái ha, tao nói với mày ha là giống như mày biết con hổ, hổ cái không? Con hổ cái là nó quýnh tàn mẹt luôn á. Thì ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ lấy cái này tôi trang điểm cho anh em đó. Thì anh em nhớ ấn like và đăng ký kênh hộ cho tôi nha. Đạt 50k sub thì tôi sẽ cho anh bảo một lô kinh khủng khiếp luôn. Đó, ok anh em ơi, 50k like cho anh em. Ok, thì bây giờ tôi sẽ trang điểm thôi. Ok anh em ơi, thì đây là cái trang điểm nha anh em. Thì tôi sẽ lấy cái màu nâu này của mẹ tôi. Đó, thì đây là của mẹ tôi nha anh em. Tôi sẽ đánh lên con mắt thôi. Từ từ anh em ơi, tôi sẽ lấy tất cả các màu nha. Tôi đánh được mắt rồi. Thằng người chết kìa. Trời ơi, xong rồi đó. Lấy, thôi giờ chơi tay luôn đi cho anh em. Chơi tay vậy nè. Trời ơi, trời bà gặp tôi mà như vậy chắc bà khóc luôn á anh em ơi. Thì bây giờ anh em tôi nói nha, là đảm bảo luôn. Bị đánh 1 tỷ phần trăm luôn. Đó, bây giờ đây cái nữa. Xong rồi, ui cái này hình như là không giống anh em ơi. Đó, không giống rồi tôi phải đi lấy lọ nồi tôi chét cho mới được anh em ơi. À, đó, màu cam xong rồi cái màu nâu. Trời ơi, tôi nói anh em á. Đó, một hồi tôi sẽ cạc video nha anh em. Ok. À, đây hiên cái này. Đó, trời ơi, trời giống luôn rồi anh em ơi. Đúng rồi, bây giờ đỉnh rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cho anh em. Đó, ok. Anh em thấy tôi khác gì bị đánh không? Anh em thấy tôi tội nghiệp không? Tội nghiệp cho tôi xin lại liền nha. Thì bây giờ á, tôi sẽ điện bả anh em xem phản ứng bả như thế nào. Trời ơi, bả mà qua mà bả mà biết thằng Nhân gờ một cái anh em. À, tôi nói anh em á, trời bả đưa cái hình, bả đưa cái hình cho tôi nè anh em nhận hình nè. Rồi tôi chổng đứt cái bả chụp lại trời. À, đây nè, để tôi nghe máy anh em ơi, tắt cam đi. Alo, em ơi. Alo. Em ơi là em. Đó là trời, thằng Di Bồ Gồ với Nhân Gồm nó phản bội anh rồi. Làm gì? Tụi nó cấu kết với nhau, tụi nó đánh anh quá trời rồi em ơi. Bây giờ sao giờ? Giỡn đâu giỡn, bây giờ nó đánh anh, bây giờ con mắt anh nó bầm tím hết trơn nè, mấy mặt tùm lum hết trơn nè. Anh nói thiệt, nghĩ sao mà cái mặt anh như vậy mà anh đi giỡn hả? Bây giờ em mở cam đi, anh cho em coi nè. Bây giờ anh đau đớn khổ dữ lắm rồi. Nè bây giờ nè nha. Nè, từ. Đây nè. Thấy chưa? Bây giờ cái mặt anh nó như vậy nè. Nè nó bầm tím hết trơn nè, thấy chưa? Con mắt nè, con mặt xanh lè, xanh lét luôn nè, đỏ chót nè, không em mấy hả? Anh không biết nữa, một hồi nó hẹn anh ra khu dân cư Hoàng Quân nói chuyện 1-2 gì với nó nè, em có muốn đi không? Nè em nhìn nè, nó bầm tím đỏ trơn rồi nè, thấy chưa? Quá trời quá. Thôi bây giờ qua đi rồi, qua nói chuyện với nó luôn nè. Mấy thằng này quá trời quá đáng rồi. Ok. Đó, vô kẹo liền em. Bây giờ tôi sẽ đợi qua nha, xem phản ứng bả như thế nào anh em giống thiệt không? Giống thì cho mình like liền nha anh em, ok. Trời ơi, anh bị tôi nói ốc sợ. Quá trời luôn nè. Bây giờ nó đánh quá trời mình mẩy anh mặt nè, nó đấm vô mặt anh chắc. Nó đấm vô mặt vậy nó đấm vô mặt như thế nào. Cái gì mà dữ vậy? Nó không đấm vô cái mỏ anh á. Không thôi là không được hôn luôn rồi. Nó đấm vô mặt anh. Nó đánh vô mặt anh chứ không hả? Tự nhiên nó ghét anh rồi đó, giờ nó ghét anh cái gì á, bây giờ nó úp sọt anh vô mặt anh. Rồi tụi nó đâu rồi? Anh có sao không? Không, bây giờ không biết làm sao nữa. Thôi đi bệnh viện đi. Tụi nó nói là chiều nay là gặp nó để nói chuyện nha. Ờ. Giờ gọi sao được, gọi nó nói là chiều mới được. Thằng Nhân Gòm với thằng Di Bồ Gòn nó hợp tác nó quýnh anh. Nè mặc đồ nó sưng cho, ấy đừng có đụng vô nó đau đó. Đau ơi con nó bị gì không? Thôi đau dữ lắm rồi. Sao đi bệnh viện? Có bị gì không?
Trời, nó đấm vô mặt thôi, nửa nó hết bầm thôi, có đâu mà đi bệnh viện. Nên là nó không lấy mã tấu nó chém mà nó. Tại sao mà nó dám? Nó lấy mã tấu nó chém mà một cái là tới chuyện luôn đó. Giờ gọi ra nói chuyện đúng không? Quýnh nó luôn không? Em phải quýnh nó mới được nha. Em quýnh nó cho anh coi, em nói thiệt, em tức nó dữ lắm rồi. Tức dữ lắm không? Rồi bây giờ, em đi ra em lấy đồ cái đi, em đi ra em lấy đồ cái đi. Ra lấy đồ hả? Ừ, ra lấy cái bộ đồ giùm anh đi, để anh thay đồ rồi anh ra ngoài anh nói chuyện với nó. Dữ lắm, dữ lắm. Bây giờ tôi sẽ đợi ra ngoài trước cho anh em đó để coi ra ngoài bà có quýnh hay không nha. Ok anh em ơi. Kìa nó lại kìa, nó lại kìa. Ừ. Má bây giờ mày đấm mấy con mắt của tao giờ nó sưng cho bá nợ nè nè. Đẹp mà. Tao quýnh như vậy là tao vui quá trời, sáng giờ luôn tao như vậy á. Sáng là tính đâm nó mà tao đâm nó không chết đó. Mà nhìn cái mặt tao giờ nè, tao đau đớn muốn chết vậy. Từ A tới Z luôn. Để tao. Nó đi, nó với con gì mà mới đi ăn chậm chó vậy mà. Mày mới đi chậm chó chứ gì? Mày đấm tao giờ mày biết mày hai con bé úp sọ tao sao tao chơi lại? Mày biết con bé hăng của tao tập võ ở đây rõ rồi không? Ừ. Rồi mày làm gì mày sao mày giống ơn mọi nghĩa quá vậy? Hả? Mày làm cho tao ức chế tao chi, ngày nào mày cũng cắn tao chân á. Ừ. Bây giờ mày giảng đạo lý với tụi tao hả? Ừ, mày giảng gì? Dạ sao giờ không giảng đạo lý tụi quýnh mày luôn, bây giờ không tin không? Chuyện nói nhẹ không nghe. Mày nói chuyện với con gái, mày nói chuyện với con gái mà người ta lớn hơn mày, mày kêu bằng mày hả? Có gì đâu. Để nè. Nó nắm cái mặt tôi coi nè. Nó nắm cái mặt tôi mà cái mặt tôi nó gì nè, mà mày coi được không? Hả? Cái gì đấm cái nữa cho nó đẹp coi. Đâu mày thử mày đánh thử coi. Đấm nhẹ hơn. Nó đấm mày thôi nè, em bây giờ mày luôn, mày nói gì. Giờ mày thử mày đánh lại thử một cái coi coi. Cái mặt tôi gì nè, bây giờ em lại em xử nó đẹp nó đi. Ừ. Đánh nhiều cái gì vậy? Ủa, vậy chưa? Giữ chưa? Trời sao? Tụi mày dám chơi nó không? Tụi mày dám chơi nó không? Tụi mày dám chơi nó không? Đâu, sao? Thằng nào, thằng Di nè. Mày gì hả mày? Thằng đấm tao nó đi. Em bây giờ em đứng dậy em nói chuyện nó đàng hoàng ngay. Chỉ thẳng mặt luôn em. Ờ nó úp sọt anh là sáng đó. Bây giờ em có muốn thằng Quý đâu bị khùng cái gì á. Đỡ tài cái mà. Đấy giờ có quýnh nó đâu bị khùng cái gì chạy. Tán vô cái mỏ làm gì cái em. Tán nhờ nhanh gồm cái em. Rồi sao tụi mày dông ơn mọi nghĩa sao tụi mày nói ơi. Hồi đó giờ tao lo cho mày tới Z mà mày quýnh tao vậy đó hả? Tao gần như mấy thằng khác chuyện. Em lỡ tay mà. Rồi. Thôi hân ơi. Đừng chót.
cho anh em màu em anh làm, anh đang làm clip anh cho anh em mà cho anh mà chứ cái em thôi kìa nó nóng thôi thôi hăng ầu tự quýnh nó hăng ơi, nó khổ lắm rồi em ơi, cái anh kêu nó làm á chứ nó đâu quýnh anh thiệt đâu, nó đâu quýnh anh thiệt đâu em nè, em nhìn mặt anh coi vết son nè nè chứ nè đó, anh mới chết anh mới chết mồi lên em rồi đó. Ok anh em ơi, thì cái bản mẹ tôi coi nè, cái này mà bà nhìn bà không nhận ra nè anh em, cái này là Hóa trang của tao đó thì anh kêu tụi này là giả bộ đánh anh thôi chứ không phải đánh. Trời em đánh nó dữ vậy. Thôi thì clip mình nó nay là khúc cho anh em, mấy ba anh em nha. Trời ơi kìa nhìn mặt nó quê. Quê. Vô đây tao lụi mày luôn.